Xin chào, hiện nay tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và trên thế giới như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhìn rõ trong video chỉ 5 phút này nhé. Cuối năm 2020, loại vaccine COVID-19 lần lượt được các nước giới thiệu và thông qua. Sau đó là một làn sóng tiêm chủng rộng rãi được các nước giàu có thực hiện. Đến tháng 2 năm 2021, ai cũng hồ hởi phấn khởi tin rằng đại dịch COVID sắp qua đi, thế giới sắp trở lại bình thường. Bởi vì tất cả những nước đang bùng dịch mạnh nhất như Mỹ, Anh, Nhật, Mexico, Italy đều có biểu đồ dịch bệnh đi xuống, giảm rất sâu và mạnh. Chỉ trong một tháng, số ca dương tính giảm đến 4-5 lần, có nước giảm đến 10 lần. Nhìn vào ai cũng tin rằng với số lượng vaccine lớn đang được sản xuất thì chẳng mấy chốc mà Covid sẽ biến mất. Hơn nữa, lúc đó các nước Đông Nam Á đang làm rất tốt công việc kiểm soát dịch bệnh, nhất là ở Việt Nam. Chúng ta gần như quên mất việc Covid vẫn đang tồn tại. Chỉ cần phương Tây dập dịch ok nữa là hết nguồn lây trên toàn cầu. Thế nhưng đùng một cái, Covid phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ với biến chủng Delta. Nó nhanh chóng lan rộng ra các quốc gia xung quanh và bây giờ thì biến chủng Delta đã có mặt trên toàn cầu và là loại biến chủng phổ biến nhất. Chịu tác động mạnh mẽ nhất phải kể đến Việt Nam. Chúng ta đã nhiều lần chống dịch thành công. Trước đây mỗi ngày chỉ vài chục ca nhiễm thôi là truyền thông đã đưa tin dồn dập. Một ca tử vong thôi là làm rõ nguyên nhân và các bệnh lý nền. Thế nhưng đến đầu tháng 5, số ca nhiễm ở Việt Nam đã vượt quá giới hạn, tăng dần từ 100 ca mỗi ngày. Nhiều người vẫn hơi chủ quan, quán bia vẫn đông đúc, rồi đến 200 ca, 500 ca, 1.000 ca và giờ là gần 10.000 ca một ngày. Khi chính quyền địa phương thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người cho rằng nó không cần thiết vì họ bảo dương tính nhiều nhưng có tử vong mấy đâu. Họ đã quên mất rằng khi số ca dương tính còn ít, thì hệ thống y tế có đủ khả năng chăm sóc được các bệnh nhân nặng, cứu được nhiều người. Vì thế mà tử vong ít. Bằng chứng là cho đến bây giờ, số ca dương tính tăng lên tới 130.000, số ca tử vong tăng lên tới hơn 1.100. Riêng ngày 30 tháng 7 đã có gần 300 người thiệt mạng. Tỷ lệ tử vong là cứ hơn 100 người nhiễm bệnh thì có một người tử vong. Trong khi một năm trước, vào cuối tháng 7 năm 2020, số ca dương tính là 430, số ca tử vong là 1. Tính ra phải hơn 400 người mới có một người tử vong. Các bạn thấy tỷ lệ tử vong đã tăng gấp 4 lần. Cho nên nếu để hệ thống y tế quá tải thì tỷ lệ tử vong sẽ còn tăng cao nữa. Đến lúc này thì nhiều người đã sẵn sàng chấp nhận việc có thể bị dương tính, miễn là không chết là may rồi. Hiện nay thì trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6 về tổng số ca bệnh, nhưng lại đứng thứ 4 về số ca đang dương tính. Lý do là có Philippines, họ bị bùng dịch trước chúng ta nên tổng số ca nhiễm cao hơn. Nhưng hiện tại, dịch bệnh đã giảm ở đất nước này. Về Trung Quốc, đã quá lâu rồi, chúng ta không nghe thông tin về dịch bệnh ở đất nước này. Nhiều người cho rằng họ giấu dịch, không công bố. Điều đó thực ra không đúng hoàn toàn. Cái đúng ở đây là dữ liệu dịch bệnh Trung Quốc đã không còn cập nhật từ tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, thực tế thì dịch bệnh cũng không còn phức tạp ở đất nước này như trước. Có điều là truyền thông nước này vừa mới đưa tin, họ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ phải trải qua một làn sóng Covid thứ hai. Cụ thể thì một đợt bùng phát Covid lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Nam Kinh của Trung Quốc đã lây lan sang các tỉnh lân cận. Truyền thông đất nước này gọi đây là đợt lan rộng thứ hai sau Vũ Hán. Gần 200 người đã bị nhiễm bệnh ở ít nhất 13 thành phố, bao gồm cả Thành Đô và Bắc Kinh. Trong số đó có 9 người bị biến chứng nặng. Tất cả các chuyến bay từ Nam Kinh sẽ bị tạm dừng cho đến ngày 11 tháng 8. Các quan chức cho biết lần lây nhiễm này là do biến chủng Delta siêu lây lan. Nó bắt nguồn từ một hành khách người Nga tại sân bay. Trung Quốc đã nhanh chóng test khoảng 9,3 triệu dân để xác định và khoanh vùng tâm dịch. Các chuyên gia cho rằng đợt bùng phát vẫn ở giai đoạn đầu và có thể được kiểm soát. Mỹ, tâm dịch lớn nhất thế giới, tưởng rằng đã vượt qua nhưng có vẻ Covid lưu luyến họ rất nhiều. Ngày hôm nay, số ca dương tính của nước này đã tăng lên tới 122.000, bằng luôn cả tổng số ca dương tính ở Việt Nam. Nhật Bản cũng đang trải qua những ngày tồi tệ nhất với hơn 10.000 ca mỗi ngày. Nước Anh thì bớt tồi tệ hơn một chút, đang ở mức 30.000 ca, giảm 10.000 so với tuần trước. Đức cũng đang tăng nhanh trở lại với 2.500 ca mỗi ngày. Chúng ta thấy, hầu hết các nước giàu với tỷ lệ tiêm vaccine cao vẫn đang phải chật vật với làn sóng Delta mới. Nhìn thống kê trên toàn cầu thì cả thế giới đang phải đối mặt với làn sóng Covid thứ 3 mạnh không kém so với làn sóng trước đó, mặc dù vaccine đã được tiêm rất nhiều. Điều đó cho thấy biến chủng Delta này là rất nguy hiểm. Nếu chủ quan thì kể cả nhiều vaccine đến mấy vẫn có thể toang như thường. Nhiều người cho rằng Covid sẽ không dập tắt được hoàn toàn. Chúng ta sẽ phải tìm cách sống chung với nó. Nhưng nếu như vậy thì sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa lớn.
đó là sẽ có một biến chủng khác mạnh hơn cả Delta xuất hiện trong thời gian tới nếu chúng ta không cương quyết dập dịch hoàn toàn. Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu đang cảnh báo biến chủng Kappa mới. Chúng ta chưa biết biến chủng sau này nó mạnh cỡ nào, vaccine có còn tác dụng với nó hay không. Nên tốt nhất là hãy quyết liệt dập tắt hoàn toàn dịch Covid, đừng để nó có cơ hội phát triển một phiên bản mạnh hơn. Dù sao thì, kiến thức thú vị cũng kêu gọi mọi người hãy nghiêm túc thực hiện quy định phòng dịch và đừng phản đối việc giãn cách hay cách ly tập trung. Nếu mọi người không chấp nhận hy sinh một phần lợi ích cá nhân thì chúng ta sẽ không bao giờ có được một chiến thắng tập thể. Có lên Việt Nam! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!